Ow, 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 ow. Ow, ow. You were... Ow, 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 ow. Ow, ow. You were... Ow, 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 ow. Ow, ow. You were...
Ow, 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 ow. Ow, ow. You're... Đố mọi người biết luôn, bạn này là giống mèo gì? Nói ra chắc là mọi người hơi bị bất ngờ luôn. Bạn này là một bạn mèo lai, có nghĩa là lai giữa mèo ta và mèo anh lông ngắn. Đây cũng là cái bạn mèo lai xinh nhất mà mình từng gặp luôn á. Không những xinh mà nhìn mặt còn điêu điêu nữa. Mọi người có thấy là cái mụt ruồi đậu trên cái mép của nó không? Không hiểu sao mình thích mấy con mèo có cái mụt ruồi ngay mồm ghê. Trông nó cứ điêu điêu mà hài ẻ luôn á. Đây, zoom kỹ cái mụt ruồi cho mọi người thấy nha. Mọi người nhìn mặt nó nghĩ nó hiền đúng không? Nó không hề hiền luôn á, nó giữ như con quỷ á. Nghe ba nó kể á là ở nhà thì nó đòi đánh anh. Lên homestay á thì mình chứng kiến luôn là nó đòi bắt nạt bạn phòng bên. Mọi người công nhận là quả mụt ruồi này mà thêm quả mắt lác nữa thì thôi, chứ ở nhà là nhìn nó cười hài ẻ cả ngày luôn. Lapulatsu. Oh no! What? Oh my god! Ah!
What? I owe him a. Huh? Come on. Oh my God.